ngày nay là không cho ăn cơm, thôi ăn bánh cơm mà nó ra đi ăn thả nha. Mỗi chút bỏ hết bụi trần. Bố ơi, con đã cầu nguyện cho bố rồi. Hôm qua con đọc sách kinh cho bố là hơn 4 tiếng rồi ha. Và con biết là bố sẽ được siêu thoát và sẽ được lên cõi Phật. Tại vì bố là người sống rất là có đạo đức. Và bố giúp đỡ người hiền. Nhưng mà có nhiều người bố không biết hiền hay ác, bố cũng giúp luôn. Nhưng mà không sao, mấy người mà ác thì người ta sẽ bị ác lại. Còn mấy người hiền thì sẽ gặp hiền bố ha. Con biết là bố sống rất là đạo đức, bố rất là giúp đỡ mọi người. Và bố rất là thương con nhất nhà luôn. Trong nhà con là bố thương con nhất nhà luôn. Nên bố đừng có buồn, con sẽ vui. Con cảm ơn bố dạy con lái xe. Và bố dẫn con đi chùa để mà học Phật Pháp với bố. Con rất là thương bố và con biết là linh hồn bố sẽ được siêu thoát. Tại vì con đã đọc kinh cho bố, con đã lúc bố bị bệnh là con đọc kinh cho bố rồi. Và những người mà đối xử ác với con của bố á, sau này họ sẽ bị lãnh cái quả lại. Và con rất là thương bố. Con của bố bị hại quá lâu luôn mà bố không có biết, mà con không có report họ. Nhưng mà sau này trời sẽ quả báo cho họ. Lúc nào con cũng muốn bố sống được hạnh phúc hết. Lúc nào con cầu nguyện bố được hạnh phúc bình an, gặp được duyên lành, tránh xa duyên ác. Mà cái duyên ác nó cứ stalk bố hoài, nó theo bố hoài, làm bố bị khổ. Mà con là người con gái của bố, mà bố thương nhất nhà, mà bố cũng bị ảnh hưởng luôn. Chị Phương ăn cho có dinh dưỡng đi. Calm down chị Phương ơi. Con cầu nguyện cho bố được siêu thoát. Tại hôm qua con đã đọc kinh cho bố, là con đọc kinh cho bố rất nhiều rồi. 4 tiếng mấy con đọc cho bố rồi, con biết nó sẽ thấy tới như vậy. Nhưng mà sau này con biết là linh hồn của bố sẽ bảo vệ cho con của con. Tại vì bố không có sợ con của con có chuyện. Mà con biết là những người ác đó sẽ bị ác lại. Mà bố đúng là bố sống rất là lương tâm. Cái người nào bố cũng giúp đỡ hết, bố không khen người ta bị gì hết. Nhưng mà sau này á, sau này con biết là bố lúc luôn nào cũng phù hộ con và bảo vệ con của con được bình an vô sự. Mẹ chọn con vuông. Con hy vọng bố lúc nào cũng bảo vệ con. Linh hồn bố lúc nào cũng bảo vệ con của con. Mà bố là người nói con là con ráng có con, có đứa em bé đi. Mà lúc mà con nói, con tâm sự với bố mấy năm trước là con nói con muốn có em bé mà người ta không cho con có em bé. Mà bố nói ai mà ác như vậy. Và bố đã nói là con cứ có em bé đi, bố cho con có em bé mà bố đâu bao giờ cấm cản con đâu. Thì con cứ làm em bé đi, bố rất là mừng. Và sau khi con có bầu, bố rất là mừng. Mà bố muốn con bình an vô sự. Thì bố phải phù hộ cho con. Bố phải, linh hồn bố phải phù hộ cho con. Là mẹ chồng con du, là con sanh đứa con này được an toàn. Và con sẽ được hạnh phúc với nó. Tại vì con không được, gia đình của mình bị phá hoại hạnh phúc mấy chục năm như vậy. Mà bố không có hiểu. Nhưng mà con không giờ trách bố. Tại con biết là bố là người bị hại. Bố là người bị người ta cám dỗ họ. Cho nên bố mới đi chạy. Nhưng mà con đã nói chuyện với bố trong YouTube rồi. Con quay video bố là con đã xin phép bố là cho con nói chuyện với bố và quay phim bố. Để mà con có kỷ niệm video sau này con của con nhìn thấy bố. Là con chăm sóc bố mấy tháng nay. Sáng nào dậy sớm con cũng đang chăm sóc bố hết. Mà con làm một tuần 80 tiếng luôn. Con làm 7 ngày mà con làm một tuần 80 tiếng. Người ta làm, người Mỹ người ta làm chỉ 40 tiếng thôi. Con vừa đi làm chăm sóc bố mà vừa đi làm tiệm người ta. Con làm một tuần 80 tiếng. Con làm double người ta luôn. Và con đã giúp đỡ bố. Trong lúc bố bị hoạn nạn, con lúc nào cũng tâm sự với bố và chỉ cho bố hiểu là cái nào là ác, cái nào là thiện là bố đã hiểu rồi. Và bố nói bố đã giác ngộ rồi. Con rất là mừng khi trước khi mà bố mất, bố đã nói con là bố đã giác ngộ rồi. Và bố đã từng nói những người làm ác sẽ bị trời quả báo rồi. Bố cũng nói với con như vậy. Và con biết bố rất là thương con.
con xém nữa là con bị không được gặp bố lúc trong đám ma bố luôn, tại vì họ đã nhốt con nữa, nó nói xấu con là mental illness mà người ta mở hồ sơ ra không thấy con bệnh gì hết, thấy không có bệnh gì hết, nói chuyện bình thường, người ta thả con ra liền. Ông cảnh sát tới cứu con, ông cảnh sát tới ông cứu con, ông nói ủa nó đâu có bị gì đâu, tại vì lúc mà chở vô bệnh viện emergency họ nói là phải nhốt con trong đó, và ông cảnh sát tới tự nhiên trở lại cứu con, nói là con nhỏ này nó không có bệnh gì hết á, nó không phải là mental illness, nó không phải là mental illness, cho nên họ đã thả con liền ra luôn. Mà xém nữa là con không gặp bố lúc trước khi bố mất rồi, mà con đã về nhà rồi, rồi con đã gặp bố. Nhưng mà hôm qua con đã tâm sự với bố rồi, con nói chuyện với bố, con đọc kinh cho bố 4 tiếng mấy, là con biết là bố rất là sống, rất là hiền, bố rất là hiền và bố sống đạo đức. Nhưng mà cái người xấu nó cứ nói xấu con hoài, mà nó stalk gia đình mình mấy chục năm nay mà nó không stop. Con nói nó stop, nó không ngừng stalking. Mấy người mà xấu nó sẽ bị trừng phạt. Và con biết là bố phải phù hộ cho con, là con của con sinh ra mẹ tròn con vuông. Và con đã nghe được những người mà nói là sinh máu sản hậu, có nghĩa là khi mà người ta sinh ra mà người ta buồn quá hay là người ta tức giận quá, người ta có thể chết tại chỗ. Và bạn của con, mẹ của nó đã từng bị như vậy. Nó nói con là cẩn thận, chị mà bị gì, chị mà đẻ ra có thể giống như vậy, là có thể đẻ đứa con ra tức quá hay là giận quá chết. Và họ nó đã nói con là coi chừng những người ác xung quanh con. Và thật sự nhà mình có những người ác xung quanh quá nhiều luôn mà bố không hiểu. Con đã sợ sinh máu sản hậu, là có nghĩa là mình chết, mình đẻ ra chết. Nhưng mà con ngầu nguyện cho bố được bình an, thanh tịnh, với lại may mắn, sống cuộc sống đạo đức. Và con trong nhà con là con với thân với bố nhiều hơn mấy người khác. Hồi nhỏ học high school thì bố dạy con học lái xe, bố từng dạy con mấy chục tiếng lái xe luôn. Mà con biết là bố rất là thương con. Trong nhà ai cũng nói là bố thương con nhất nhà hết. Mà người ta cứ dụ dỗ đi mà đầu độc bố cứ thương người khác. Con không nói nữa con. Và họ làm như vậy, họ không biết là bố thương con, người mà họ là đầu độc con. Bố thương người khác thì người ta làm như vậy là người ta rất là ác. Chị đi ăn bánh mì đi. Chị đi ăn sống đi.